Sản phẩm hạt mắc ca của Việt Nam đã bước đầu thâm nhập được vào các thị trường lớn, khó tính trên thế giới và ngay cả thị trường nội địa. Đây là tín hiệu tốt để mắc ca phát triển ở Việt Nam. Phát triển mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững là mục tiêu đặt ra tại đề án Phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng mắc ca qua chế biến đạt khoảng 130.000 tấn hạt vào năm 2030 và khoảng 500.000 tấn hạt vào năm 2050. Đến nay, cả nước có 29 tỉnh trồng mắc ca, tập trung chủ yếu tại hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, với tổng diện tích hơn 20.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 7.000 ha, sản lượng ước đạt gần 9.000 tấn hạt tươi một năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mắc ca chủ yếu là trong nước và một số xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm mắc ca trên thế giới ngày càng tăng, dự báo đến năm 2025, thị trường cần khoảng 220.000 tấn nhân, tương đương 850.000 tấn hạt tươi. Tại tỉnh Lâm Đồng, cây mắc ca được trồng từ năm 2016 với diện tích 2.500 ha, hiện nay trên 1.800 ha đã chuyển đổi sang giai đoạn kinh doanh. Tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam xây dựng quy trình sản xuất mắc ca hữu cơ và hỗ trợ người trồng tham gia chuỗi liên kết để đem lại giá trị kinh tế cao. Tỉnh phấn đấu đến năm 2045, diện tích mắc ca toàn tỉnh vào khoảng 15.000 ha, sản lượng sau chế biến đạt 1.600 tấn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đối với cây mắc ca là một trong những cây trồng mới và tỉnh Đồng là một trong những tỉnh tiên phong quá trình thực nghiệm và chuyển giao sản xuất. Ban chỉ đạo và phát triển mắc ca thế đã hoạt động rất đều tay, do đó là trên bàn tỉnh Đồng cây mắc ca hiện nay phát triển là tương đối là đồng bộ cả về bộ giống, cả về kỹ thuật canh tác, cả về chế biến, và đặc biệt tỉnh cũng đã định hướng một số mô hình mắc ca phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Và sản phẩm mắc ca Lâm Đồng đã được cung cấp ra thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Tại các tỉnh Tây Bắc, mắc ca được xác định là cây lâm nghiệp đa mục đích, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số tỉnh Tây Bắc đang tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trồng mắc ca quy mô lớn. Theo đánh giá của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, khí hậu vùng Tây Bắc rất thích hợp cho việc phát triển mắc ca. Mùa khô ở đây ngắn và không quá khắc nghiệt, ngay cả trong mùa khô, thỉnh thoảng vẫn có mưa và độ ẩm trong không khí cao, giúp cây vẫn có thể phát triển. Thời gian qua, các địa phương vùng Tây Bắc đã tích cực chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả hoặc không thuận lợi nguồn nước tưới sang các loại cây trồng khác, trong đó mắc ca được xác định là cây đa mục đích, cần tập trung đầu tư sản xuất. Tại những khu vực chuyển đổi, đã xuất hiện những mô hình mang lại thu nhập cao hơn so với các cây trồng truyền thống. Phải nói đến giai đoạn này, chúng ta rất mừng là việc đầu tiên là giác ngộ về cây mắc ca. Bà con thấy rõ rồi, rất nhiều địa phương bà con đã làm và hiệu quả đã cho thấy là mắc ca là một trong đối tượng mà có hiệu quả rất lớn. Rất nhiều gia đình chúng tôi đến thu hoạch một hecta là có thể vài trăm triệu, đặc biệt những cái nhà mà từ mắc ca đợi khoảng từ 8-9 năm trở lên, 10 năm trở lên thì hiệu quả rất rõ. Mắc ca thì chúng ta biết rằng là chỉ 3 năm bắt đầu bói, 5 năm là có thể là thu hoạch nhiều rồi, còn bắt đầu từ 8-9 năm thì là thu hoạch rất nhiều. Cho nên chúng tôi nghĩ là những cái vùng đồi gò lâu nay bỏ không, bà con đưa mắc ca vào hiệu quả rất rõ. Ngay ở Tây Nguyên rồi Tây Bắc, bà con xen mắc ca với chè với cà phê cũng hiệu quả rất là rõ. Nên chúng ta không mất đất. Theo số liệu thống kê từ các địa phương, năm 2023 tổng sản lượng hạt mắc ca cả nước ước đạt trên 10.000 tấn, trong đó khu vực Tây Bắc ước đạt gần 2.000 tấn, khu vực Tây Nguyên đạt hơn 7.000 tấn, các nơi khác ước đạt 400 tấn. Ngành sản xuất chế biến mắc ca ở nước ta thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực. Cả nước hiện có trên 70 cơ sở sơ chế, chế biến mắc ca, chủ yếu tập trung tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, với công suất tiêu thụ nguyên liệu 7.500 tấn hạt. Nhiều doanh nghiệp đã phát huy giá trị từ hạt mắc ca để chế biến ra các sản phẩm mang lại giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Khi áp dụng khoa học công nghệ vào thì cái hạt mắc ca này nó tăng lên rất nhiều lần. Áp dụng khoa học công nghệ là gì? Là mình sẽ thu hoạch, chế biến và làm sao tạo ra một cái dòng sản phẩm là nó đa dạng hơn. Ví dụ như trước giờ là chỉ rang để ăn, bây giờ là mình có thể làm bánh kẹo hoặc là mình chiết xuất ra dầu. Nhất là khi chiết xuất ra dầu đó, nó mới tăng cái giá trị lên rất là cao. Ngoài cái dầu ra nó còn cái tinh bột, mà cái tinh bột này mình tra tài liệu thế giới cũng chưa có cái tinh bột của mắc ca này. Thì đó là mình áp dụng khoa học công nghệ vào là nó tạo ra đa dạng hóa sản phẩm và là nhiều cái người dùng sẽ tiếp cận được tốt hơn.
Để có nguồn nguyên liệu phục vụ kinh doanh và sản xuất, đến nay cả nước đã hình thành các mô hình liên kết sản xuất maca theo chuỗi giữa các doanh nghiệp với người dân từ khâu trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như công ty cổ phần tập đoàn Liên Việt và công ty cổ phần Him Lam, hiện hai doanh nghiệp này đã thành lập các đơn vị phát triển cây maca, ký hợp đồng với các hộ nông dân từ khâu đào tạo, tập huấn cho nông dân, cung cấp giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm maca đa dạng của các doanh nghiệp này đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thông qua các nhà phân phối và gần 3.000 siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc. Hiệp hội maca Việt Nam đang khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân, sản xuất maca thông qua cầu nối hợp tác xã và tổ hợp tác, xây dựng vùng trồng maca tập trung, hình thành chuỗi ngành hàng maca từ trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các nhà khoa học hỗ trợ các địa phương nghiên cứu vùng trồng maca thích hợp cho từng dòng, giống, chuyển giao khoa học công nghệ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Để phát triển thị trường tiêu thụ, các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, hiệp hội maca và doanh nghiệp thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm maca gắn với chỉ dẫn địa lý, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để sản phẩm maca có chỗ đứng tại thị trường trong nước và là mặt hàng có thế mạnh trong xuất khẩu thời gian tới.